lô hội tên khác lưỡi hổ hổ thiệt lưu hội nha đảm họ lô hội bộ phận dùng lá thu hái quanh năm dùng tươi hoặc điều chế thành nhựa lô hội bằng cách cắt lá loại bỏ lớp biểu bì lấy hết khối nhựa trong suốt sấy ở nhiệt độ khoảng 50 độ c cũng có thể ép lá lấy dịch đem cô cách thủy đến khô nhựa khô lá lô hội có tác dụng kích thích chuyển động của ruột kết tăng sự đẩy về phía trước và thúc đẩy nhanh phân qua ruột kết làm giảm hấp thu dịch từ khối phân đồng thời làm tăng độ thấm quanh tế bào qua niêm mạc ruột kết. Có lẽ do ức chế natri cộng, ca cộng hoặc do ức chế kênh chlorid dẫn đến làm tăng lượng nước trong đại tràng. Khi dùng có liều, triệu chứng ngộ độc chủ yếu là đau quặn bụng và tiêu chảy nặng với hậu quả là mất dịch và mất chất điện giải. Điều trị nâng đỡ bằng truyền dịch, theo dõi chặt chẽ chất điện giải, đặc biệt là kali, nhất là trẻ em và người già. Thuốc gel lô hội là gel nhảy thu được từ tế bào nhu mô lá tươi lô hội thuốc gelo hội có những tác dụng dược lý như sau. Làm lành vết thương, nghiên cứu lâm sàng cho thấy gelo hội làm mau lành vết thương. Nghiên cứu thực nghiệm in vitro chứng minh gelo hội làm mau lành vết thương do kích thích trực tiếp hoạt tính của đại thực bào và nguyên bảo sợi. Các nguyên bảo sợi được hoạt hóa bởi gelo hội làm tăng sự tổng hợp của collagen và proteoglycan, do đó thúc đẩy sự lành vết thương. Công dụng điều trị của gelo hội gồm dự phòng thiếu máu cục bộ ra tiến triển gây bởi bỏng, cước và thương tổn lạnh giá, thương tổn do điện và sự lạm dụng tiêm thuốc động mạch. Vì nhiều thành phần có hoạt tính bị hư hỏng trong khi bảo quản nên dùng thuốc gieo mới bảo chế, nghiên cứu trên sự phát triển của tế bào bình thường của người cho thấy sự sinh trưởng của tế bào và sự gắn tăng lên khi cho tác dụng lá lô hội tươi, trong khi chế phẩm gieo lô hội được làm ổn định có tác dụng độc hại tế bào với cả tế bào bình thường và tế bào hữu tác dụng độc hại tế bào của gel được ổn định có lẽ là do có thêm những chất khác trong quá trình xử lý. Tác dụng chống viêm Một số nghiên cứu in vivo và in vitro chứng minh hoạt tính chống viêm của gel lô hội. Trong điều trị bỏng, gel lô hội bị chống chỉ định đối với người dị ứng với các cây họ hành tỏi. Tính vị công năng Lô hội có vị đắng, tính hàn và bốn kinh, can, tỳ vị, đại tràng có tác dụng thanh nhiệt, làm mắt gan, thông đại tiện, nhuận tràng, tẩy. Công dụng một lô hội được dùng trị táo bón cấp tính dùng liều cần thiết nhỏ nhất để làm phân mềm liều nhuận tràng cho người lớn và trẻ em trên 10 tuổi là 0,04 đến 0,11 gam dịch ép khô lá lô hội tương đương với 10 đến 30 mg hydrocyanthraquinon trong một ngày hoặc uống một liều 0,1 gam vào buổi chiều không dùng lô hội trong những trường hợp sau tắc hoặc hẹp ruột mất trương lực mất nước mất điện giải nặng hoặc táo bón mạn tính viêm ruột thừa viêm ruột kết loét hội chứng kích thích ruột hoặc viêm túi thừa ruột, co cứng cơ, cơn đau bụng, trĩ, viêm thận hoặc những triệu chứng ở bụng không được chẩn đoán như đau, buồn nôn hoặc nôn, trẻ em dưới 10 tuổi và phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. Tác dụng không mong muốn có thể xảy ra như đau quặn bụng, phân lỏng, sự lạm dụng mạn tính có thể gây viêm gan. Dùng làm thuốc nhuận tràng thời gian dài có thể gây rối loạn chất điện phân, hạ kali máu và canxi máu, nhiễm axit chuyển hóa, khó hấp thu, sút cân, albumin niệu, huyết niệu yếu ớt hoặc hạ huyết áp thể đứng có thể tăng ở người già 2. gel lô hội được dùng trong y học cổ truyền để điều trị vết thương và viêm da nhẹ bỏng vết thâm tím và vết chảy ra nhất là những vết bỏng do nhiệt ở độ 1 và 2 và bỏng do phóng xạ đều khỏi nhanh và ít có sẹo dùng gel muối pha chế vì để lâu dễ bị phân hủy do men do oxy hóa hoặc vi khuẩn không dùng gel lô hội bằng đường ống vì không có tác dụng điều trị chắc chắn trong y học dân gian, gieo lô hội được dùng ngoài chữa trị, trứng cá, vẩy nến, viêm da tăng tiết bã nhờn và nhiễm nấm, côn trùng đốt, mẩn ngứa do con rửa leo. Dùng gieo muối bảo chế hoặc chế phẩm chứa 10-70% đến gieo lô hội. Tác dụng không mong muốn, một số ít trường hợp có viêm da tiếp xúc và cảm giác bỏng da sau khi bôi tại chỗ gieo lô hội trên da bị chảy xước, cũng có phản ứng dị ứng bọng nước cấp tính và mề đay tiếp xúc do dùng gieo lô hội. Bài thuốc có lô hội bột lô hội 0,05 g cao mật bò tinh chế 0,05 gam, phenol talein 0,05 gam, bột cam thảo 0,05 gam, tá dược vừa đủ cho một viên. Ngày uống 2 viên sau bữa ăn chiều, không dùng liên tục trên 1 đến 2 tuần để tránh nguy cơ mất cân bằng chất điện phân, viên nhuận tràng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu video này hữu ích, hãy like và chia sẻ nó lên Facebook, Zalo cho nhiều người cùng biết. Để tiếp tục xem, các bạn hãy chọn một trong những video đang đề xuất trên màn hình hoặc đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận thêm nhiều video hữu ích khác